Nhiệm kỳ 2015-2020 đã ghi nhận nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Cụ thể trong chủ trương quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện từ người đứng đầu trung ương cho đến lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, đơn vị đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vai trò của người đứng đầu được thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung mà người đứng đầu cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, kiểm tra, giám sát cả với người đứng đầu và quy trách nhiệm nếu để cấp dưới vi phạm. Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2021, những năm qua đã tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng trật tự đô thị để đáp ứng các tiêu chí. Đây là những nội dung liên quan nhiều đến tài chính, lĩnh vực đất đai, quản lý nhà nước, dễ nảy sinh tiêu cực. Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các phường, xã, thị trấn thực hiện song song với các nội dung trên để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong triển khai các chương trình, dự án. Đối với những khu phố nào, những cái địa điểm trọng điểm nào, địa bàn nào trọng điểm thì chúng tôi chú trọng với công tác kiểm tra là lĩnh vực quản lý tài chính của khu phố, rồi các cái điểm di tích lịch sử trong địa phương tôi đều kiểm tra, và song song với kiểm tra đó thì cũng có chỉ đạo là đối với thường trực hội đồng nhân dân thông qua cái công tác giám sát thì có chức năng giám sát việc thực hiện các cái quy định và các cái quy chế của đối với từng đơn vị cũng như là đối với các khu phố. Cái việc xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp thì nay thì Ban chấp hành Đảng bộ đã giao cho Ban Thường vụ tập hợp và chỉ đạo xử lý, giải quyết tập trung xử lý dứt điểm. Sau đó thì ban hành cái chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát đặc biệt là các nội dung này để người đứng đầu địa phương không để xảy ra tình trạng vi phạm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các xã phường của thị xã. Các chương trình kiểm tra giám sát vừa được xây dựng theo chuyên đề, vừa diễn ra thường xuyên, liên tục gắn với công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên. Qua đó, người đứng đầu kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Mỗi một xã phường là chúng tôi phân công 2 đồng chí thị ủy viên theo dõi và chỉ đạo xã phường thì thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ. Chúng tôi gắn trách nhiệm của các đồng chí thường vụ, gắn trách nhiệm của các đồng chí thị ủy viên và gắn trách nhiệm người đứng đầu các chi đảng bộ trực thuộc thị ủy trong công tác thực hiện các cái nghị quyết, chỉ đạo các cái kết luận của Ban Thường vụ thị ủy. Chúng tôi là có những cái chuyên đề chúng tôi kiểm tra giám sát về cái tình hình sử dụng đất đai này, công tác mua sắm trang thiết bị về y tế này, rồi công tác về y tế này, công tác dự phòng này, rồi một số những cái vấn đề ví dụ như là giám sát, kiểm tra giám sát về các cái nguồn vốn mà trung ương cấp cho tỉnh này, rồi nguồn vốn từ cái ngân sách cấp này, nguồn vốn huy động của nhân dân này, rồi kiểm tra một số những cái loại mà quỹ ngoài ngân sách đấy, để làm sao tức là cái để cho coi như là các cái địa phương hay là các cái đơn vị khi sử dụng những cái nguồn vốn đó đảm bảo cho nó hiệu quả thiết thực. Cùng với kiểm tra giám sát, việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên có sai phạm cũng được lãnh đạo cấp ủy các cấp chỉ đạo mạnh mẽ, không nể nang, né tránh, không có vùng cấm. Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam trong cả nhiệm kỳ vừa qua đã tiến hành kiểm tra 265 lượt tổ chức đảng và 99 đảng viên, tăng 450% so với nhiệm kỳ trước, thi hành kỷ luật 98 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 296 lượt tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 18 tổ chức đảng. Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện hình thức kỷ luật sau kết luận kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, người đứng đầu các địa phương, đơn vị có cá nhân, tổ chức sai phạm đều tự nhận trách nhiệm khi chưa làm tốt công tác quản lý, điều hành. Chi bộ cũng đánh giá là những rất là cao về cái việc
thực hiện cái quyết định đảng viên vi phạm này và cũng rất là đồng thuận. Thế thì đảng viên vi phạm thì cũng đã rút ra được những cái kinh nghiệm và cũng được nhân dân là tin tưởng vào cái đường lối, sự chỉ đạo đúng đắn của đảng, cũng như là cái sức mạnh kỷ luật, là cái tính nghiêm minh kỷ luật trong đảng đối với coi là đảng viên. Mục tiêu là để làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên để thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong đảng và tăng cường sức mạnh của đảng. Đấy cũng là cái vấn đề để cũng là răn đe ngăn chặn các đảng viên mà giảm sút ý chí chiến đấu, mà không gương mẫu, không tiến bộ, phải tự khắc phục, tự sửa chữa để phấn đấu, để rèn luyện bản thân không mắc phải những cái khuyết điểm, những cái sai lầm trong công tác cũng như là trong sinh hoạt, trong cuộc sống. Nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra giám sát đã được nâng lên. Người đứng đầu không né tránh, ngại va chạm, kiên quyết trong chỉ đạo, tạo cơ sở cho cấp dưới đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tiêu cực. Công tác kiểm tra của đảng từng bước đi trước làm cơ sở, mở đường cho công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật, làm rõ đến đâu, kết luận và xử lý đến đó, bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn. Từ cái việc kiểm tra đó, cái nhận thức của các tổ chức cơ sở đảng cũng như là người đứng đầu cấp ủy là nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và xử lý nghiêm những cái cán bộ đảng viên và đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy trong quá trình thực thi công vụ nếu không thực hiện nghiêm túc cái việc kiểm tra giám sát đối với vị trí vai trò của mình. Khắc phục được cái tình trạng là nể nang né tránh thì 2015-2020 ấy thì đã tập trung là kiểm tra là rõ người, rõ việc, kết luận là chính xác. Chính vì vậy mà thông qua các cái cuộc kiểm tra giám sát mà đảng viên mà đến mức phải vi phạm kỷ luật thì khi mà chấp hành kỷ luật thì cũng không có cái khiếu nại gì đối với các cái kết luận của các đoàn kiểm tra giám sát về thi hành và thi hành kỷ luật đảng trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Chủ trương đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã trở thành một diễn đàn dân chủ, nơi mà người dân có thể bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình, đồng thời là cơ hội để lãnh đạo các cấp thể hiện vai trò, trách nhiệm, khả năng trong tiếp nhận và trả lời những thắc mắc của bà con, chỉnh đốn lại những việc còn dở dang, kéo dài. Liên quan đến chủ trương thu hồi diện tích đất nông trường của người dân tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, qua nhiều cuộc làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã đi đến chủ trương giữ nguyên quyền sử dụng đất cho người dân có diện tích canh tác và nhà ở trong nông trường. Người dân thực hiện trách nhiệm đóng tiền thuế đất cho Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao là cơ quan trực tiếp quản lý. Mặc dù chủ trương là đúng theo quy định của pháp luật, tuy nhiên tâm lý ban đầu của người dân không đồng thuận do đã sản xuất và sinh sống đã lâu tại đây. Các cuộc đối thoại được tiến hành để đi đến giải pháp tốt nhất cho người dân mà vẫn theo đúng chủ trương. Trả lời và giải quyết thì qua cái đối thoại thì giúp cho cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cấp ủy chính quyền và cán bộ đảng viên thì phải nâng cao cái việc tăng cường cái đối thoại với người dân, không chỉ qua cái cuộc đối thoại đấy mà qua từng công việc hàng ngày giải quyết với người dân thì phải tăng cường hơn nữa công tác đối thoại thì mới giảm bớt được những cái bức xúc, những cái vướng mắc của nhân dân. Người dân chúng tôi đấy là nhận thức thấy rằng là cái trình độ quản lý về luật pháp và quản lý xã hội của cái tầng lớp cán bộ hiện tại thời đổi mới có những cái rất là tốt. Và cái người ta có cái tầm nhận thức là rộng hơn và có một cái tầm nhận thức là sâu hơn về tầm tư duy chiến lược đấy, để làm sao phát triển được kinh tế cho xã hội và cho địa phương mình, cái khu vực mình quản lý. 5 năm qua,
Kim Bảng đã tổ chức được 125 cuộc đối thoại từ huyện đến xã, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư do địa phương tập trung nhiều dự án, công trình xây dựng quy mô lớn. Duy trì và làm tốt công tác đối thoại, không chỉ tại các hội nghị được tổ chức, mà đối thoại giải thích trong công tác tiếp dân hàng ngày đã giúp Kim Bảng giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ 97,3%, cao hơn mức trung bình của cả tỉnh. Qua đối thoại, người đứng đầu thể hiện được kỹ năng lãnh đạo khi giải đáp, truyền đạt chủ trương, đường lối đến người dân, khả năng chỉ đạo các ngành có liên quan đứng ra xử lý những vấn đề bức xúc, còn tồn đọng, kéo dài mà nhân dân mong muốn. Công tác đối thoại thì trước tiên phải xác định là của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, từ huyện đến cơ sở. Từng cán bộ đều có cái trách nhiệm giải trình các cái kiến nghị vướng mắc của người dân. Khi đã thành một cái hệ thống lề lếp thì cái công việc về đối thoại với người dân sẽ được thực hiện một cách thường xuyên hơn. Nó không phải chỉ ở tại các hội nghị, các cái buổi đối thoại tổ chức mà kể cả trong từng việc cụ thể. Nội dung này đã trở thành một kênh để người đứng đầu biết tổ chức đơn vị của mình còn yếu ở đâu, hạn chế ở khía cạnh nào, từ đó chấn chỉnh những nơi, những cán bộ còn lơ là, chưa làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, giải quyết dứt điểm để không gây mất lòng tin của người dân về việc hoạt động của hệ thống chính trị. Qua cái này thì cũng đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, các cấp và người đứng đầu, chống các biểu hiện coi như là xa dân và vô cảm với người dân. Đấy thì tăng cường, nó cũng là cái mối tăng cường với mối quan hệ và phát huy coi như sức mạnh của nhân dân trong phát triển coi như kinh tế của địa phương và coi như là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh. Kết thúc một nhiệm kỳ với nhiều thành công trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, vai trò của người đứng đầu đã được khẳng định và thể hiện rõ từ cấp trung ương, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với quyết tâm đấu tranh chống sai phạm và các biểu hiện suy thoái tiêu cực. Từ đó, người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị cũng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng của bộ máy đảng, chính quyền, thể hiện vai trò đầu tàu đi đúng hướng. Là nó mở rộng ra được cái tính dân chủ rộng rãi của đảng, chính quyền đối với người dân. Làm cho người dân ấy là tin tưởng vào đảng hơn, tin tưởng vào chính quyền hơn. Và cũng từ cái nhận thức đó đấy, thì người dân người ta cũng thấy được cái trách nhiệm của người ta giữa người đứng đầu cấp ủy và giữa đảng chính quyền với nhân dân có một cái đồng thuận hơn đấy, để cho người đứng đầu cấp ủy và những người lãnh đạo quản lý xã hội trên con đường pháp luật là nó chặt chẽ hơn. Địa bàn chúng tôi thì là một trong những cái địa bàn mà cũng là phát triển rất là nóng trong cái vấn đề mà phát triển công nghiệp, đặc biệt là đối với cái vấn đề mà thu hồi đất rất là nóng và quyết liệt. Mà nếu mà không chỉ đạo như vậy, mà các đồng chí ở trong người đứng đầu ở trong cấp ủy mà không gương mẫu để mà chúng ta thực hiện những vấn đề đó thì cái công việc đó thì chắc là đến bây giờ nó rất là sẽ còn tồn đọng rất là nhiều. Nhưng chúng tôi đã thường vụ và thường trực đã chỉ đạo rất là quyết liệt đối với cấp ủy các địa phương, đặc biệt là đối với người đứng đầu phải quyết liệt, mà mình phải là làm gương cho để cấp dưới để noi theo trong cái thực hiện cái nhiệm vụ mà được giao. Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua phát huy vai trò người đứng đầu trong thời gian qua chính là căn cứ có cơ sở thực tế để coi đây là một trong những giải pháp cơ bản thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được đề ra trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.